Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 7, sau khi được Thiêu Hỏa Côn trợ giúp, Trương Tiểu Phàm đã may mắn lọt vào vòng trong dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong Đại Trúc Phong. Hôm sau, Thất Mạch Hội Võ của Thanh Vân Môn bước vào vòng thứ 3. Đối thủ của Tiểu Phàm lần này chính là Bành Xương đệ tử Phong Hồi Phong. Trương Tiểu Phàm nhìn đối thủ, sau ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rọi, Bành Xương trông như một hỏa thần từ thượng cổ, nóng khắc hẳn đi, ngọn lửa rừng rực làm không khí ngún khói mù mịt, khuôn mặt y thành ra mờ mờ ảo ảo. Thiêu Hỏa Côn đen đủi và xấu xí, từ từ đằng không cất lên, rời khỏi lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng đen xanh. Tuy yếu ớt nhưng đứng rất thẳng, trước ngọn lửa mạnh mẽ dường như không thể kháng cự kia, nó và chủ nhân nó chẳng mảy may có ý muốn thoái lui. Luồng lửa càng lúc càng lớn như sắp phủ chụp lấy cả lôi đài. Từ xa nhìn lại mà dùng mình, Trương Tiểu Phàm đứng đó, áo, quần, thậm chí cả ngọn tóc đuôi mày cũng đều cháy xém. Có thể tưởng tượng được chỗ hắn đứng lúc này nóng bỏng đến thế nào. Thế nhưng lúc này, một tiếng hét vang, ngọn lửa khổng lồ táp lại. Trương Tiểu Phàm ngửa mặt hú dài, Thiêu Hỏa Côn thanh quang rào rạt lao vút vào trong ngọn lửa. Dưới đài, cả đám đệ tử vây quanh Bành Xương vừa bị đánh bay khỏi lôi đài, hắn trực tiếp ngất đi. Phía trên, Tiểu Phàm như cố trụ nãy giờ cũng ngã xuống, nhưng hiển nhiên hắn đã thắng trận đấu vừa rồi. Cũng trong lúc này, tiếng vỗ tay như sấm động, dưới đài quẻ càn hoàn toàn là một thế giới khác. Tất cả mọi người đều hô vang, đắm đuối vì hai bóng hồng diễm lệ trên sàn đấu. Sáng tà vạn trượng từ Khổ Phách Chu Lăng, ánh sáng minh mông từ Thiên Gia Thần Kiếm làm nơi nhân gian đầy nhuốm màu tiên cảnh, lộng lẫy lạ lùng. Nhưng lộng lẫy hơn chính là hai thiếu nữ trẻ tuổi đang bay qua bay lại. Sau khi Tiểu Phàm mất đi, Điểm Vết Dịch đưa y về Đại Trúc Phong. Cũng may mắn, hắn chỉ bị thương ngoài da do dùng sức quá độ nên mới ngất đi mà thôi. Đến khi tỉnh dậy, hắn đã thấy tất cả mọi người vây quanh mình. Hiện tại, Đại Trúc Phong chỉ còn mỗi hắn còn có tư cách thi đấu. Điền Linh Nhi, dù có cố trụ vẫn bại dưới tay Lục Tuyết Kỳ. Lọt vào vòng trong khiến tất cả mọi người đều ngờ vực hắn. Dưới sự tra hỏi của Điểm Vết Dịch về một thân thực lực của hắn, Tiểu Phàm chỉ biết quỳ xuống xin tha. Về việc lén thầy học nghệ, tội danh này của y có thể sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Lúc đưa cho hắn pháp quyết tầng thứ tư, Điển Linh Nhi cũng không có nhắc đến chuyện này. Thế nhưng mà, Đại Trúc Phong lâu lắm mới có một đệ tử khiến cho Tô Như và Điểm Vết Dịch nở mày nở mặt. Vì thế, hai người để cho hắn ngày mai tiếp tục thi đấu. Hôm sau, mặt trời lại nhô lên như thường, người của Đại Trúc Phong đứng quảng trường mới phát hiện ra 8 lôi đài đã dỡ bớt đi 4. 4 đài còn lại xếp theo vị trí các phương Đông Nam Tây Bắc. Điểm Bất Dịch và Tô Như đi đầu tiên, trong cửa phàng thương thế qua một đêm cũng có vẻ đỡ hơn, đi giống mọi người. Hắn từ xưa tới nay chưa từng được coi trọng như thế, bộ dạng thần ra e dè. Lúc ấy, sau đài tiếng chuông nổi lên, Điểm Bất Dịch ngoảnh đầu bảo Trương Tiểu Phàm, lão thất, coi lên đài đi. Đối thủ lần này của hắn là Thường Tiễn ở Chi Chính, đây là nhân tài trong số các nhân tài. Tiểu Phàm đang cơ hồ cảm thấy lo lắng khi có người thông báo Thường Tiễn vì hôm qua tỉ thí thọ thương quá nặng, không thể nhấc mình dậy được, trận đấu hôm nay bãi bỏ. Thế ở sau lưng, đám đông nảy sinh đủ thứ thái độ, tiếng bàn tán ồn ào rối loạn, Điểm Bất Dịch và Tô Như chậm chậm đứng lên. Nhìn tiểu đồ đệ vẫn ngây đuốn trên võ đài, Tô Như mỉm cười, khẽ khẽ nói với Điểm Bất Dịch. Muội đã bảo mà, tiểu đồ đệ này của huynh, số mệnh thực là tốt đến lạ lùng. Giữa khi ấy, kết quả thi đấu cũng đã có rồi, trên Tiểu Phàm may mắn cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư xếp vào hàng tứ cường. Đêm đã về khuya, tiểu khu trong lòng hắn bỗng như ngọ nguậy một cách bất an. Trương Tiểu Phàm nhìn nó, chỉ thấy dưới ánh trăng, đôi mắt lanh lợi của Tiểu Hôi đang nhìn thẳng ra khoảng tối ngay phía trước mặt. Trương Tiểu Phàm giật mình một cái, lập tức bám theo, bóng người này chạy không quá nhanh. Hơn nữa, vừa chạy khai phai vừa rung lên không ngừng, hình dáng giống như là đang khóc nức nở. Trương Tiểu Phàm nhìn từ phía xa, nhận ra đó là Điển Linh Nhi, trong lòng lấy làm kỳ quái, đồng thời nhìn dáng vẻ đang nức nở của sư tỷ, trong tim lại có một thoáng buồn không tên. Chuyện Điển Linh Nhi và Tề Hạo đến với nhau bị Tô Như và Điểm Bất Dịch kịch liệt phản đối, cho nên mới vừa rồi nàng bị cha mẹ trách phạt một hồi. So với Điển Linh Nhi, lúc này sắc mặt Tiểu Phàm càng trở nên trắng bệch hơn. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Phàm đến lượt thi đấu. Dưới ánh nắng ban mai, hắn cái cúi đầu hướng phía Lục Tuyết Kỳ khẽ nói: "Tại hạ Trương Tiểu Phàm của Đại Trúc Phong, sắp mong được sư tỷ chỉ giáo." Đến đây thì cũng hết tập 8 Chu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.